Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video các bạn nhớ cho mình xin một like, đăng ký để cập nhật những clip tiếp theo từ mình nhé. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho các bạn tham gia một chương trình airdrop nhận 1.000 token có hiệu là BLUR các bạn. Từ trang Bybull. Thì để tham gia ngày hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video mở được form các bạn. Thì dòng đầu tiên thì các bạn mở địa chỉ chocolate của mình, các bạn copy địa chỉ BB Smart Chain Bet 20 như thế các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè. Rồi, các bạn dán vô đây nha tất cả các bạn. Rồi, các bạn bấm vào yêu cầu airdrop nè. Chưa các bạn. Sau khi các bạn bấm vào claim airdrop xong thì nhiệm vụ đầu tiên các bạn join vào kênh group nè các bạn. Các bạn join xào nha tất cả các bạn. Rồi, tiếp tục thì các bạn bắt up lại. Các bạn join tiếp kênh seller nữa các bạn. Rồi, sau khi các bạn join vào xong thì các bạn bắt đáp lại cho các bạn. Mai mình yếu quá các bạn. Rồi, tiếp tục các bạn follow minimum và club bot nè. Vô tay với nó các bạn. Trên minimum thì các bạn nhấn vào follow nha các bạn. Sao kỹ ta. Rồi các bạn follow xuống đây, các bạn vô tay nó vài cái nha các bạn. Rồi các bạn sell luôn đi. Khỏi. Rồi bạn bắt up lên các bạn. Rồi. Tiếp tục thì các bạn gỡ lại đường link hồ sơ tờ Twitter của tất cả các bạn nha các bạn. Thì các bạn mở tờ Twitter của tất cả các bạn ra nè. Tại ơi, trên cái tờ Twitter của mình nó gì không ta? Khoan các bạn, chạy chút xíu các bạn. Các bạn nhấp vào áp gạch cùng nè, nhấp vào một hồ sơ nè. Các bạn nhấp vào áp gạch cùng nè. Các bạn bấm vào chia sẻ nè. Rồi các bạn sao chép liên kết các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè. Rồi, các bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi, tiếp tục các bạn gửi lại liên kết bài đăng đã ghim nè các bạn. Ơi hồi nãy các bạn chưa retweet nữa các bạn vào đây các bạn vào tờ Twitter nữa các bạn follow và retweet luôn các bạn theo dõi nữa. Rồi các bạn like nè, các bạn chỉnh dạng tờ tweet, các bạn tăng 5 vài người bạn của mình vào nữa các bạn. Rồi các bạn bấm tờ tweet lại nè. Sau khi tờ tweet lên xong thì các bạn bắt up lại tờ Twitter của mình nha các bạn. Các bạn gửi lại một link retweet nè, bạn nhấp vào ba chữ anh cùng nè, nhấp vào một hồ sơ nè. Rồi các bạn chia sẻ cái bài này nha các bạn. Các bạn sao chép liên kết nè. Các bạn bắt up lên nè. Rồi bạn gửi vô đây nha các bạn. Rồi tiếp tục thì bạn gửi tên người dùng Telegram của tất cả các bạn nè các bạn. Thì các bạn gửi là username Telegram của tất cả các bạn nha các bạn. Đã xôn ra bài gấp nha các bạn. À cộng 3 số 1, 3 số 2 nha các bạn. Tiếp tục thì bạn gửi là username minimum của mình nha các bạn. Thì các bạn nhấp vào minimum nè các bạn. Trên minimum thì các bạn nhấp vào ba gạch bên cùng nữa các bạn. Minimum đó. Rồi các bạn nhấp vào anh avatar của tất cả các bạn nha các bạn. Thì các bạn khớp sẽ thấy được username của tất cả các bạn nằm chỗ này nè các bạn. Khoan các bạn. Rồi đây mình sao chép luôn các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lại cái link form này nha các bạn. Rồi các bạn dán cái đèn lưu xin em minimum mình chỗ này các bạn. Các bạn copy dòng thời gian của mình xóa bỏ lấy từ chữ A cộng này các bạn. Khoan các bạn. Các bạn lưu ý các bạn đừng chuyển qua tiếng Việt. Chuyển qua tiếng Việt là nó bị lỗi á. Bạn chọn qua tiếng Anh á. Rồi các bạn kiểm tra thông tin xong hết, các bạn bấm submit nha các bạn. Submit nè. Submit nè. Submit nè. Submit nè. Ok như vậy là xong rồi các bạn. Vậy mình đã gửi các bạn tham gia dự án những tôi cần buôn đến đây cũng kết thúc rồi các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.